Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lý Chí Dầu, 21 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng, để phục vụ công tác điều tra tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ nghi phạm này. Theo thông tin ban đầu, vào sáng 12 tháng 3, thi thể chị Trà Thị Hằng, 23 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng, là vợ của Dầu, được phát hiện trong một căn phòng trọ ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trước đó, vào đêm 11 tháng 3, Dầu và chị Hằng nhậu cùng với bạn bè ở gần phòng trọ. Trong lúc nhậu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Dầu đuổi đánh chị Hằng nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, sau khi về đến nhà trọ thì Dầu tiếp tục đánh chị Hằng đến ngất xỉu nhưng không đưa đi cấp cứu mà đóng cửa phòng trọ nằm ngủ. Đến sáng ngày 12 tháng 3, khi Dầu thức giấc thì phát hiện chị Hằng đã tử vong. Dầu sau đó đã kêu cứu những người xung quanh. Vụ việc được báo cho công an và cuộc tiến hành điều tra. Theo thông tin từ người dân địa phương thì vợ chồng Dầu làm công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương và cả hai đã có một người con 4 tuổi. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.